Nói thì dễ, nhưng lấy gì đảm bảo ông sẽ không lôi tôi vào cuộc? Nếu chẳng may tôi có lôi ông vào cuộc ấy, thì tôi cũng đền bù cho ông xứng đáng. Đã bao giờ tôi để ông thiệt đâu. Tôi không sợ thiệt, mà tôi sợ bay ghế ông Vũ ạ. Ông chơi với thằng bạn, chắc ông cũng không lạ gì tỉnh đang tiến hành kiện toàn lại bộ máy tổ chức, thông qua hiệu quả và trách nhiệm trong công việc. Đợt này lãnh đạo làm rát lắm, nên mấy cái dịch vụ chạy giấy phép ngầm này tạm dẹp qua một bên đi. Bao giờ thì vợ anh về đây? Còn lâu, chắc phải 4-5 tháng nữa. Không về có được không? Đã bao giờ anh nghĩ anh sẽ bỏ vợ để lấy em chưa? Lời khuyên cuối cùng tôi dành cho cô, tốt nhất mẹ con cô nên rời khỏi Việt Thành đi. Với số tiền cô đang có, cô hoàn toàn có thể lựa chọn bất cứ nơi nào cô muốn. Còn nếu cô tiếp tục ở lại Việt Thanh và gây rắc rối, không gì có thể đảm bảo được cho cô và bọn em. Yêu cầu tất cả các cơ quan chức năng phải vào việc một cách khẩn trương. Vụ sầm mỏ đêm qua, các đồng chí ngồi đây không ai bị xước đến một cái móng chân, nhưng đã có 9 người tử nạn. Vào đấy nó sẽ khai toẹt ra hết, rồi lôi cả thâm cung bí sử của Việt Thanh này ra. Nó là thằng biết rất nhiều chuyện đấy. Ông nên nhớ, thằng Hoàng này không bao giờ chịu đi tù một mình đâu. Anh sẽ tìm mọi cách để chạy cho mày, đúng không? Đang lúc nước sôi lửa bỏng cháy ngùn ngụt như thế này, người ta đã có tín hiệu cứu hỏa cho nó tốt rồi. Theo ông nghĩ, người ta dễ dàng cho ông hạ cánh an toàn thế à? Vụ này mà đổ về tôi mới là người chịu hậu quả đầu tiên. Sống chết thành bại